Chị Gam, họ có muốn lấy con Reo trong vai trò đi rừng hay không? Bởi vì rõ ràng Gam bây giờ họ đang phụ thuộc quá nhiều sát thương trên người của Emo với con bài Tristana này. Còn wow. Viking Squad họ quyết định lấy đi còn bài Rhetton đối đầu lại bên kia Rek'Sai, thì kèo đấu này Rhetton vẫn sẽ có một chút đỉnh hơn. Nhưng khi mà Rek'Sai có cái tàn tích bay mây cùng với cả một cái kia đại dương là mọi thứ nó dễ dàng hơn nhiều dành cho bài Rek'Sai này. Chúng ta đến với ván thử đầu tiên của cuộc chạm trán giữa Viking Esports và đối thủ của họ Gam Esports. Trận đấu đầu tiên thuộc khuôn khổ playoff của VCS 2024 mùa xuân. Elio đang muốn bốc càng nhiều phép bổ trợ đến từ sập càng tốt, và anh ta bốc được mỗi cơ hội mẫu mà thôi. Nhưng hiện tại Elio cũng đang trong tư thế khá là nguy hiểm. Shogun đang bật tất cả những cơ thể lên để tập người của Elio. Levi ở phía bên trái đang sẵn sàng thủ đoạn tấn công. Elio đã phải nằm xuống Isaac, đang là người mục tiêu tiếp theo được chọn. Levi cấp độ 2, tóc biến Shogun còn, tóc biến Levi siêu cấp vẫn còn, nhưng Shogun lên cấp độ 2, nó khiến cho Levi bị giảm thiểu đi nguồn sức mạnh của mình. Sập vẫn đang liên tục di chuyển, đã bật quy và Shogun bắn liên tục khiến cho Levi có thể nằm xuống, và Levi sẽ phải nằm xuống. Shogun 2-0. Nhưng đối với pha play thật ra đây chưa phải là cái vấn đề. Cái vấn đề nằm ở chỗ là anh ta có bị băng trụ hay không, bởi tình huống di chuyển này lên tới Levi. Một pha gỡ, gỡ được không đây? Pha play muốn lên được cấp độ 5, anh ta cần thêm một con lính nữa. Đây là muốn tiếp cận tóc biến Kia chạy sẵn, tóc biến lên hấp thụ được hai thành viên, xin kích trúng được hai thành viên play. Sắp sửa sẽ phải nằm. Kia mất máu nhiều quá, play vẫn còn đang thở được, anh ta phải nằm xuống. Kia anh ta không trồi xuống đất để hồi phục được. KT đang di chuyển tới, ta tóc biến phía bên kia tường, ta muốn tấn công người Levi tấm thảm được đặt ra. Levi không thể nào xuống ngựa được và ta bị dính tất cả Kia, ta cũng nằm theo. KT có được bạn gục tiếp theo cho bản thân mình. Bây giờ thì Kia sẽ phải là người có thể gồng gánh một chút bằng đội hình của Diamond Sport ở thời điểm này. Bây giờ được không? Muốn băng trụ đường trên với sự có mặt bởi Ibo, có thể họ sẽ làm được trong tiếng này. Fireplay sẽ bị hất tung lên, Emo bắt đầu găm những khẩu thuốc súng của mình vào người của Fireplay, và Fireplay sẽ phải nằm ở thời mạng hạ gục dành cho Emo ở trong tình huống này. Rất tuyệt vời, một pha chia mạng rất tốt. Những cái giá phải trả ở khu vực đường dưới sân này gì đây? Shogun mất tốc biến, Elio bắt đầu đá lửa vào người Shogun. Shogun đang liên tục bị tấn công, Shogun đang bật tất cả những có thể dành cho cái chất tướng đó của cá này quá kinh khủng. Mạng chấm dứt cho Elio. Rất tốt. Và Gam Esports đang bị áp lực. Một pha dịch chuyển từ đằng sau, một pha bọc khẩu từ đằng sau. Liệu Shogun có nằm xuống hay không đây? Shogun còn tốc hành, Shogun còn tốc biến nhưng bị giam cầm lại bởi rất nhiều kỹ năng và W được trúng trước đó. Kia tóc biến nhưng chưa hất tung Shogun lên được quá nhiều công cụ hỗ trợ. Và ngay lập tức Kia bị kẹt lại, bắn liên tục đến Shogun. Chưa cuối được bật lên. Liệu là nằm xuống nào, phải nằm xuống 270 đồng đã có. Và Fireplay đang bơi, anh ta đang giống người Levi cho nên bị dính quá nhiều kỹ năng đến từ Easy Love. Anh ta đã bị dính hit bắn cuối cùng Demo và ta đã phải nằm rồi. Mỗi bên đang trao đổi chỉ mạng gục. Và quá trọng hết, con rồng thuộc về ai đây? Bên phía Viking đang đóng người ngay khu vực hang rồng, họ sẽ muốn có nó. Và đây rồi, Fireplay đang bị bắt lại, hay chăng đây Emo đang di chuyển để có thể bắn. Fireplay đi qua đi lại, trên người anh ta có một thuốc súng của Emo. Emo đang bắn, mẫu được rất nhiều mẫu. Phía bên trái, Easy Love đang lựa góc, Kia đang nhảy vào để muốn nhắm người Shogun. Shogun đang sẵn sàng bắn, anh ta hit lên vào khu vực hang Baron và anh ta phải giữ chân lại. Anh ta vẫn đang quán hit lên nhưng quá lâu và anh ta phải nằm. Easy Love phía bên trái đánh vào đây KT, KT bị dính siêu tập kích và Fireplay bật chiếc cú lên. Anh ta đang muốn chuyển địa chỉ, anh ta không đánh vào người bên kia mà đánh vào Emo và ta thành công câu chuyện đó. Levi bị chịu liên tục đến sau, Kia bị kẹt lại, bị dính sóng âm. Tobio sẵn sàng cú bay vào đá nhưng khoảng cách quá xa, anh ta hộ thể để có thể sóng âm trúng và bay vào đá thêm một lần nữa. Kia bị kẹt, Easy Love đánh vào đây KT, KT phi thạch không trúng. Easy Love sắp sửa phải nằm, chiêu cuối được bật lên và Elio đang làm tất cả mọi thứ để có thể hỗ trợ trong đội của mình. Anh ta nuốt được khá thành công. Easy Love đang cần phải lùi ra và lượng chất ảo vô cùng nhiều được tạo đến từ Elio. Khi mà có mỗi Kia là thành viên cực thật sự là chắc chắn mà thôi, còn Levi đánh đã phải lên rất nhiều món trang bị theo thiên hướng hỗ trợ đồng đội, rồi là Elio cũng không có quá nhiều những món đồ thực sự mạnh mẽ nữa, nhưng họ vẫn muốn tấn công thì phải. Họ đang cố gắng với, họ đang muốn bắt KT, họ đang muốn lấy được toàn bộ gì mà KT có. Sọp tóc biến đang hỗ trợ thêm tốc độ chỉ cho KT. KT đang cố gắng phi thạch nhưng ta bị kẹt lại quá lâu. Emo đã giảm nhẹ tên lửa 300 đồng trong tay của Emo. Toprio sống mà với người Levi, con rồng sắp sửa xuất hiện và play hình như đang được cối. Levi vẫn muốn đánh, anh ta câu được cái nổ lông cước đến từ Toprio. Bây giờ chắc là chỉ có mỗi Toprio là người đặt hy vọng. Nếu như Toprio mà cướp được con rồng này thì chân mệnh thiên tử của Viking Sport trong phải đấu một là quá cao. Tóc biến lên rất gay, hất tung rất gay, lực cút kinh hoàng quá kinh và khiến cho Shogun đã phải nằm xuống. Toprio đang bị kẹt lại, ta hộ thể với người Fireplay. Fireplay bật chiêu cuối bị dính đại bác đẩy lùi. Phía bên này Toprio bị kẹt lại bởi 4-5 thành viên và ta cũng đã phải nằm. Tuyệt vời đến từ giao tranh của Gam Sport. Một tình huống mà bên phía của Gam Sport họ bắt lẻ thành công KT. Đồng ý với anh Trung, tuy nhiên là cũng nhấn mạnh một điều là đây không phải là một cái ván đấu. Kia bị dính sóng âm, Toprio đang tiếp tục tiếp cận, người ta đang liên tục dùng cú đá với người của Kia, sóng âm trúng thêm lần nữa, bay về, lướt lên suốt về. Và Kia bị kẹt lại, sợi dây của sọc vẫn còn đang có ở đó, tấm thảm quăng địa chấn, hấp được Elio về. Đại văn tiện đã trúng người Elio, Fireplay đang bật chiêu cuối lên, bị quá nhiều sát thương cho mọi người và ta bị đứng không chế quá lâu. Và ta cũng sẽ phải nằm cố gắng bơi, nhưng bơi được bao lâu nữa, không bao lâu nữa, quăng địa chấn đã trúng, tấm thảm đang được đặt ra và Kia mất quá nhiều máu, sát thương thời gian đang rất nhiều. Elio sử dụng chiêu cuối và Islam đã bị dính những cú bị tập rất đau đớn. Gam Sport tiếp tục đang phải bỏ chạy trong tư thế họ đông người hơn, nhưng lượng máu của họ đang không đảm bảo lắm và các thành viên của Viking Sport đang tiếp tục dí theo. Họ đang nuôi hy vọng bắt được ai thì tốt người đó. Mặt đất chưa được buông vì W từ Easy Love và Gam Sport vẫn đang liên tục có những tình huống di chuyển đi di chuyển về. Cơ hội cho Elio ở đây, anh ta W mà trúng cho Shogun thêm một lần nữa. Gam Sport đứng trước cái cửa có được con Baron, nhưng liệu được hay không đây? Kia thì muốn làm chuyện đó,
Kia đang muốn cái kịch bản nó được lặp lại, bờ pha dịch chuyển từ tuyến ở dưới, quăng địa chấn đã trúng, tấm thảm được đặt ra, Kia đã di chuyển tới, dù ngoài thì một Elio không trúng và ngay lập tức Ata đang phải ôm hận với lượng sát thương. Levi lao vào đúng là bốn thành viên và chiêu cuối được bật lên, sập đang phải di chuyển, sập đã phải nằm xuống, Tobio đang phải lùi chậm kia, lượng Elio hơi sai lầm và Katie được gây sát thương chiêu cuối được bật tới Kia ta bị sút về cái trụ và cũng sẽ phải nằm theo chân để sống mầm đã trúng bay vào đá. Tobio bị outplay nhưng Kia sẽ phải ôm hận với những gì mình đã làm. Double kill cho Tobio, một cú nhảy quá là tai hại của Emo. Phía bên này Fireplay tay bao tiền đã trúng, lao vào tấn công rất lập tức và Fireplay đang muốn tìm kiếm Islam Elio mà không có chiêu cuối quăng địa chấn để chờ đợi sẵn thời kỳ mặt đất. Outplay rất hay và Elio bị dính quăng địa chấn tập thầm được đạn, trước đó Elio đã bị kẹt lại. Fireplay đang ôm quá nhiều sát thương trụ phi tập vẫn đang buông ra. Elio đang cố gắng bật cái da dày của mình lên. Easy Love đã có được mà gục hết rằng anh ta đã phải nằm và Easy Love bây giờ cũng đã có được mà gục, nhưng Elio anh ta đang phải lùi về với lượng sát thương kinh khủng của Tora đến từ các thành viên của Viking Sport. Họ sẽ lùi về với khu vực hàng đầu liên tục những cú phi tạch rất chất lượng từ KT. Cú trưởng khá đẹp từ Sập. Shogun đang muốn bắn, anh ta đang bắt đầu bắn người Elio. Elio bị kẹt lại, dù ngoài thì vật không được và bị dính quăng địa chấn. Sống âm chúng sử dụng cú sút, Elio đã phải nằm. Levi thì lên đường chọn, anh ta đã nằm trước những họng súng từ Shogun. Shogun chuyển sang địa chỉ Kia bắn liên tục và ta cũng sẽ phải nằm theo Emo đâu quá chạy bằng biến chữ từ Sập. Đại bắn tên một quá rồi đã là Wada kill, sai tình của Beta kill, Internet bị kẹt lại và Shogun đã di chuyển tới sẵn sàng cho cú Beta kill đầu tiên của Playoff VZ 2024 mùa xuân ngày trang này. Shogun đang di chuyển tới, cơ hội quá gần, W của Shogun, W của Shogun, Beta kill, shoot! Tuyệt vời và có thể sẽ là kết thúc ván thi đấu này đến từ Viking Esports. Một ngày thi đấu đang thực sự là thăng hoa với Shogun. Khi anh ta có được một người chơi hỗ trợ của tôi đó là cực kỳ dày dặn kinh nghiệm, không phải là ở đường dưới mà là dày dặn kinh nghiệm nói chung. Và chiến thắng sẽ có dành cho các thành viên Viking Sport ở ván thi đấu đầu tiên này, và chỉ cần một ván nữa thôi họ sẽ bước tới vòng tiếp theo. Khi mà Sọp xuất hiện, Shogun đã tự tin như thế nào trong những kèo đấu ở đường dưới này. Cho nên việc chọn sinh giao đó là mục đích tạo ra một cái lớp phòng thủ khá tốt thay vì một không để có được cú combo nó khá tuyệt vời. Giờ là Viking giúp cho cả Caitlyn và Orina sẽ có nhiều khoảng trống để có thể xử lý hơn, còn Gabi Sport họ chốt với lại con bài Maokai, đây là điều bắt buộc rồi. Chúng ta đến với ván thi đấu thứ hai, cuộc chạm trán giữa Viking và Gab. Ván đầu tiên đã có chiến thắng dành cho Viking rồi và Gabi Sport họ đang ở trong thế chân tường bắt buộc phải bung ra tất cả những gì tinh túy nhất của mình nếu như không muốn là đội đầu tiên có mặt tại nhánh thua. Còn đường trên thì sao, đường giữa cũng có tấn công. Pha găng đầu tiên tóc biến lên đen đeo bóng lại giảm nhẹ tên lửa đã được hồi lại và Katie sẽ phải nằm vào thôi mà cũng chật chờ Emo. Tomorio đang muốn gỡ lại nhưng người trước mặt anh ta là Levi chứ không phải là Emo. Đây là Tomorio rõ ràng muốn có một mạng trong hai thành viên phía bên kia. Dòng đầu tiên là dòng đất sẽ hơi tốn thời gian nếu như đội nào muốn đầu tư xuống đây, và tôi nghĩ rằng Levi anh ta cũng đang chỉ muốn ăn được một con mà thôi, bởi vì nếu ăn được ba con thì cũng rất khó và thậm chí Fireblade còn tốc hành luôn. Fireblade tự nhiên tốc hành nó làm gì vậy? Fireblade nằm xuống, Tomorio không kịp có được con bất cứ con sao nào trước khi mà Fireblade. Nhưng bây giờ thì lính thua thiệt rất khó. Tiếp cận KT lệnh xong âm giữ chân Emo lại một lần nữa bắt bài được thành công. KT liệu có nằm xuống hay không đây? Một phút súng đã nổ và khả năng kết thúc của Gasport đã có. Tôi nghĩ rằng anh ta nên lướt về và chịu một chút sát thương nữa của nội hỏa thì hơn. Rồi. Nhưng nói là không cho về. Elio đang đứng che và hãy nhìn sắp sắp tử tay ăn mạng luôn. Phải nói là quá nhanh hạ. Đây rồi đã có được cùng kinh tế với Elio, có thể là một tiêu thế theo ra được chọn sắp đôi thêm cái nữa. Đúng là chủ tịch có khác với cách kiếm tiền thật sự. Đường dưới thì vẫn đang là điểm sáng dành cho Viking Esports mà thôi, nhưng họ nên nhớ rằng một con Caitlyn sát lực sẽ có những cái hạn sử dụng nhất định mà thôi. Bắn rất tốt được Easy Love liệu là thành công hay không đây? Đã có thiếu đốt một vài người và Soka đang làm tất cả mọi thứ. Elio đã phải bẫy Easy Love, bắn liên tục sập chửng một cái nhưng không lấy được mạng của Easy Love và Easy Love có thể lùi về được, nhưng Tomorio đang di chuyển với tốc độ vô cùng nhanh được bóp tới sập. W của Tomorio đang chờ đợi sẵn, anh ta đã thấy được Elio cắm con mắt vào sử dụng Kirangae trước rồi bắt đầu liên tục sử dụng liên hoàn tập kích. W làm chậm cỏ phát cuối cùng, Tomorio có được mạng cùng. Bây giờ Levi muốn gỡ gạc ở được giữa. Không có lính băng trụ được không? Levi vẫn đang muốn băng trụ. Sát thương bồi hiện tại hình như đang không nhiều lắm. Emo đang ôm sát thương đã sử dụng đại bác đẩy lùi và ta thành công với lượng sát thương vừa đủ của bản thân mình. Rõ ràng là bây giờ tôi nghĩ rằng phải hai vòng sắt cổ tự may ra mới đỡ được những cái tình huống kho lửa ở cái ngưỡng báo động như này từ kia ra. Người ta còn thiêu đốt khô máu. Anh ta kêu không cần vòng sắt cổ tự, anh ta đang có cái thương đến từ Tomorio và đang tiếp cận tóc biến dí theo Kia có bài gục, nhưng phía bên này Tomorio cũng kịp trả thù theo. Nhưng chắc chắn Kia có một pha 1v2 rất tốt. Và thậm chí là bây giờ Fireblade anh ta nằm xuống tới tận 3 mạng. Rất may anh ta không ăn mạng. Mà để cho mạng cho KT, chứ nếu mà anh ta reset tiền có thể sẽ bị bào tiền tiếp. Đứng dưới bây giờ thế 6 sâu tạm ra, Emo bị tấn công. Emo nên suy nghĩ kỹ. Thôi rồi Emo bị tấn công. Lại nhường được mạng hay thế nhờ. Cái anh chàng Fireblade này một tiền vệ kiến tạo mới à. Đường dưới thì sao, Fireblade vẫn đang đẩy. Anh ta bị ghé thăm bởi Levi và Emo.
Và đây, chiêu cuối của Fireplay ở trong khoảng thời gian này vẫn có thể sử dụng. Người ta đang muốn tiếp cận mình, Emo đã đẩy được Emo qua tường. Fireplay bật những gì có thể lên nha, ta đập phải cái chồi non và ta đang bị làm chậm, bị chính cả sóng thần bị tấn công. Emo được một mạng hạ gục nữa, bốn mạng cho Emo rồi. Còn ngược lại thì sao? Nami, ui, số gần. Đây, 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 ui, xin lắp đi xem. Ui, một pha bắn cuối cùng của đội tài đã khiến cho Sogan đổi mạng với đối phương trong một tình huống mà đối phương bắt lẻ. Rồng đang được ăn và Kia bị bóc khá nhiều máu, quyền lực nó đang giữ chân Fireplay lại, nhưng Fireplay đã thoát khỏi được cú thủy ngục nữa. Đây rồi, chiêu cuối được bật không trúng đến từ Katie. Katie cần phải lùi ra. Emo đang nhảy lên, Emo đã bị dính khô máu. Bên này Tomio đang tiếp tục tiếp cận. Fireplay đang cố gắng lùi về được, không có một thức số để kích hoạt, cho nên hiện tại Emo đang không có khả năng nhảy. Và Levi đã bị đeo bám lại, bắt phải trúng, ai đỡ Jay Zilop? Không một ai đỡ và anh ta sắp sửa bị trưởng. Sop đã phải sử dụng tóc biến của mình, nhưng anh ta vẫn thành công. Anh ta trưởng ngục nhưng thi đấu của anh ta thì trúng. Và bí bên này Kia bị kẹt lại bởi Katie và double kill đã có. Tario tiếp tục hất tung bằng cái tâm bộ kiếm của mình. Và Elio đang là người bị giữ chân lại, đang bị làm chung cú trưởng. 600 đồng đã có cho Easy Love. Nhưng liệu với bên này Elio liệu có thể thoát? Elio vẫn thoát được. Và Emo đang hỗ trợ Yellow lâu. Nhưng Emo nhảy lên, Elio không kịp làm gì cả. Emo đã nhảy lên một cách không thể tin được. Sogan đang liên tục có những tình huống di chuyển để áp lực vào Easy Love. Đã phải bẫy bắn phát đó, phải rồi không? Cái bẫy bây giờ nó kinh khủng lắm. Kia Sogan lùi trên 10, dứt điểm được đối thủ, anh ta sẽ phải trả giả và chính bản thân của ta sập tóc biến lên chuyên tâm vào người của Izilop. Izilop bị kẹt lại và Izilop đã phải nằm. Fireplay dịch chuyển với cây máu đầy đủ. Levi được đeo bám là một thành viên. Emo tóc biến vào này tới cả mọi người sập. Sập sử dụng chuyên tâm đá vào thông nổ và ta phải có thể thoát đi. Còn Levi đã bị kẹt lại, đánh vào thông nổ không được. Đứng che hạt thông nổ để Tomio. Và từ đó Levi không tóc biến, anh ta không thể nào sống sót được ở pha đâu vừa rồi. Baron vẫn này được ăn tương đối chậm từ Vaki Sport. Họ đang có một con cái linh sức lực cho nên hơi chậm một tí xíu. Levi phía bên trái siêu quyền lực thiên nhiên, sập đang sử dụng chuyên tâm và giữ chân Levi. Levi W có thể outplay được cái sợi dây đó. Chiêu cuối Katie đã không trúng và Fireplay này bị kẹt lại, ta hất tung được Kia về. Nhưng lượng máu ta đã không cho phép ta đánh nhau. Katie đang chạy, thủy ngục đã trúng vào Fireplay. Katie phía bên này quy đúp rất hay, Tomio nhảy vào đây tấn công, ta đang muốn nhắm vào người Zilop. Zilop quá yếu máu, bán người thương và giáo thiên liên đi giúp cho Tomio quá khỏe. Elio đã bị kẹt lại. Emo thấy được Tomio bắn một phát, hai phát, ba phát, bốn phát, năm phát vào người Tomio. Levi đang di chuyển tới, tóc biến từ Elio lấy được tóc biến, nó tụ lấy một lần nữa xuống cái chiếc điểm kia ra. Và Levi đang bị kẹt lại, Emo hình như bắn không nổi, Levi đang liên tục bị dí và Tomio quyết định là dừng lại ở đây. Vakir Sport vẫn thắng trong pha tranh này. Cơ hội vẫn còn dành cho Game Sport nhưng nó sẽ hơi thấp một chút xíu ở thời điểm này. Rõ ràng là mặc dù anh ta phải nằm xuống rất nhiều lần, cái bán nguyệt thường nào play thật sự. Tóc biến lên, Levi định đẩy Sogan về. Sogan hiện tại vẫn chưa bị đẩy về, do ta bị kẹt lại một khoảng thời gian rất lâu. Emo đã kích hoạt được 6 Emo. Anh ta đang bắt đầu bật chế độ quăng vô cùng kinh khủng của bản thân mình. Katie đang cần phải lùi ra một tí xíu. Cơ hội để cho bên phía Gasport giao ra là đây. Nhưng ngay lập tức Vakir Sport họ lùi về. Họ đang cần phải vượt qua hai cái sóng gió. Một cái là cái lệnh sóng âm, các lệnh với cái bẫy mà Sogan đặt ra. Điều này sẽ khiến cho hai... Ui, mới nói xong thật, ai vậy? Rồi rồi, người phải nằm lại, không ai khác chính là hỗ trợ Tom, xin lỗi là Elio. Và người tiếp theo sẽ được chọn là Levi. Levi giờ không có tóc biến, Levi đang tìm một cách để bỏ chạy. Quả cỏ, anh ta đang kêu gọi cầu cứu. Và tôi hy vọng mà hạ gục này rơi vào tay của Sop. Levi đang phải bỏ chạy, Levi bị giữ chân lại, quyền lực thiên nhiên được bật lên. Tom Rio làm tất cả mọi thứ để khiến cho Levi bị hất tung lên đất đều trúng. Katie thật thần thánh trong ván thi đấu này. Vấn đề là bên phía của Viking giữ vị trí rất hay. Họ không cho phép đội hình đánh nhịp 1 của Game Sport được triển khai bất cứ một lúc nào cả. Riêng một lần lúc nãy mà thôi là Sogan phải nằm xuống. Tomio đang liên tục di chuyển qua di chuyển lại, tóc ui. Canh rất đúng nhịp và phía bên này Fireplay đang giữ chân Levi lại. Tomio la vào chuyên báo người thường đẩy được càng nhiều người càng tốt. Levi đẩy được Katie về nhưng Katie không may đánh vào người anh ta, ngược lại Katie đã trở thành huyền thoại. Levi bị kẹt lại. Emo nhảy qua bên kia và Emo hết hy vọng. Sop mạng hạ gục dành cho Sop. Tôi đang muốn nói điều này từ rất lâu rồi. Phía bên này Katie Fireplay dứt điểm được Levi. Hãy nhìn cái nhà hàng của Sogan. Cái nhà hàng Sogan thật sự rất là kinh khủng. Phía bên này tóc biến lên sử dụng lệnh xâm âm lấy được chậm nhẹ tên lửa. Ván thi đấu kết thúc 2-0 cho Viking Esports. Và 2-0 dành cho Viking Esports, họ sẽ bước tiếp ở nhánh thắng. Trong khi đó thì Game Esports sau thất bại này họ sẽ bị đẩy xuống nhánh thua. Và đó là nhánh mà họ phải tự quyết định số phận của mình.